Tuần tới sẽ xuất hiện một giám đốc kinh doanh mới. Lại là con ông cháu cha nữa. Con nghĩ làm ở khách sạn rồi à? Nếu con chán làm ở đó, ba sẽ kiếm cho con một chỗ khác. Chỉ cần nhìn mình thì sẽ có thêm năng lượng hả? Nè, nhìn đi. Số báo đặc biệt lần này nhất định phải thành công. Dạ. Không những nó thành công bình thường mà còn phải thành công vang dội luôn. Bài phỏng vấn độc quyền là quân bài quyết định thắng thua của Hermos, nên chúng ta không thể nào chọn bừa được. Thế thì chúng ta mời Ngọc Trinh đi. Đây sẽ là một chủ đề cực kỳ hot. Đây sẽ là quân át chủ bài của chúng ta trong số đặc biệt. Có chuyện không hay rồi. My style chơi không có xì tai gì hết. Cái thông tin mà tôi vừa nghe có phải là sự thật không? Hermos của tôi.